Thưa quý vị và các bạn, trên mạng xã hội đang lan truyền một bài thuốc với cách điều trị COVID-19 với ghi chú xong và uống thuốc đều trong 7 ngày sẽ khỏi. Các bác sĩ cảnh báo bài thuốc điều trị COVID-19 được lan truyền trên mạng với liều tối đa paracetamol rất có nguy cơ quá liều và gây ngộ độc. Theo bài thuốc này, ngay từ ngày 1 khi cơ thể xuất hiện mệt mỏi, đau nhức chân tay là phải uống paracetamol trên một ngày là 3 lần, mỗi lần 2 viên. Hai ngày tiếp theo khi xuất hiện thêm các triệu chứng như sốt nhẹ hoặc sốt cao, đau nhức, tiếp tục duy trì liều paracetamol ngày 6 viên chia làm 3 lần, kết hợp xong ở những ngày tiếp theo. Nhìn bài thuốc lan truyền trên mạng này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, nguy cơ quá liều và ngộ độc paracetamol sẽ rất dễ xảy ra. Do hướng dẫn khuyên liều tối đa, hơn nữa đây cũng không phải là bài thuốc chính thống, Bộ Y tế đã ra phác đồ điều trị Covid-19 với từng giai đoạn bệnh cụ thể.